Xin chào cả nhà, hôm nay là 20 tháng 7 năm 2020. Solar Nghiên chia sẻ một chút về vấn đề các tấm pin năng lượng mặt trời do Solar Nghiên đang cung cấp. Hôm nay bây giờ nó khoảng 10 rưỡi rồi, thời điểm này thì trời hôm nay nó mây. Công suất điện nhà mình nó ra được có 1.723W, nhà đang dùng 447W và thừa điện 1.300W đang đẩy lưới để bán điện. Về cái tấm về các cái gói mà Solar Nghiên đang bán thì có gói Sun Solar 2, Sun Solar 3 và Sun Solar 5 và 7. Các cái gói ở đây là gói đầu tiên là gói 2,25 kW. Gói này là 34 triệu 500. Đấy, còn khách hàng tự lắp là 30 triệu, gói 3 kW là 3,56 kW pin. Sử dụng 8 tấm pin Caladrian 445. Còn gói 5,34 kW thì sử dụng 12 tấm pin Caladrian 445W và gói 7,12 kW là sử dụng 16 tấm Caladrian 445W. Thì các gói thì bên mình có đặt sẵn đây, ví dụ như là gói 5 kW thì sản lượng điện một tháng trung bình từ 550 tới 850 kW. Ví dụ như là tháng vừa rồi đấy là cái hệ này sẽ ra được khoảng hơn 800 số là chuyện bình thường. Về tấm pin thì biến tần thì Solar Nghiên đang sử dụng biến tần của Sofa, biến tần của Kenhua và biến tần của thằng ThinkPower loại 3kW, 5kW. Còn những loại công suất lớn như 6kW, 7kW, 8kW như GrowWatt chẳng hạn. Đấy, thì cái những cái biến tần đó thì thường là phải đặt sau một ngày sẽ có hàng. Về cái tấm pin thì biến tần thì nó có nhiều loại biến tần, ví dụ một số bạn sẽ tìm hiểu trên mạng muốn mua biến tần khác đều đặt Solar Nghiên đều cung cấp được. Còn tấm pin thì hiện tại thì Solar Nghiên chỉ làm duy nhất một loại pin, đó là pin Caladrian Mono Half Cell 445W. Đây. Như mọi người xem cái tấm pin này. Đấy, cái này là Caladrian Mono Half Cell 445W. Với tấm pin Caladrian thì nó trên thị trường thì có nhiều công ty, nhiều nhà phân phối lắm. Nhưng mà tấm pin của Caladrian của Solar Nghiên đang nhập là nhà phân phối là công ty Đạt Solar. Ở trên tấm pin Caladrian chính hãng ấy, thông thường nó sẽ có 3 cái tem này, một cái tem ở bên cạnh này. Đấy, bạn sẽ nhìn thấy có một cái tem bên cạnh này. Một cái tem dán ở trên máy đây. Dán ở trong kính, cái tem này là phơi nắng không bao giờ bị mờ số. Đấy, và một cái tem ở đằng sau máy nữa này. Đấy, trên máy, trên Caladrian bao giờ nó cũng ba cái tem này. Cái còn đây là cái tem của nó là tấm CS3W445MS. Tấm này thì có đặc điểm, có thông số là điện áp là 445V. À, công suất phát là 445W. Điện áp là 40,9V. Điện áp làm việc là 10,89 A và điện áp hở mạch là 48,9 V và cường độ dòng điện ngắn mạch là 11,54 A. Hệ thống kết nối là 1500 V và 1000 V. Cầu chì bảo vệ bên trong là 20 A. Nó là pin class 2, trước đây là class A nhưng mà bây giờ theo tiêu chuẩn quốc tế mới thì người ta không ghi là class A nữa mà người ta chuyển sang pin class 2, là pin loại 1 nhé. Nhiều người cứ nhầm tưởng class 2 là pin loại 2, không phải. Class 2 là đây là pin loại 1 thay cho chữ class A ngày xưa. Theo chuẩn mới của 2020 thì người ta quy định như vậy. Trên tấm pin Caladrian chính hãng ấy thì nó có đặc điểm là ở dưới cái cút cắm dây nó sẽ in ngày giờ sản xuất của tấm pin nhá. Đây mình sẽ soi cho mọi người xem. Có ngày giờ sản xuất nhá. Cái này phải bật đèn flash nên mới nhìn thấy được. Đây nó ở dưới cái cút này này. Đây các bạn nhìn này. Đây như cái tấm này là sản xuất ngày 29 tháng 5 năm 2020 lúc 19 giờ 26 phút 56 giây ngày 29 tháng 5 năm 2020, đó là ngày sản xuất. Nó sẽ in trên ba cái trụ này, 1 2 3 này. Ba cái trụ này nó là vào ba thời điểm khác nhau. Nó không cùng giờ cùng phút cùng giây nhá. Nó sẽ đấy, cái đấy là bắn laser chìm nên là không xóa không tẩy được. Đấy là với cái hàng chính hãng thì nó sẽ có thêm một cái đặc điểm như vậy.
Đây, cái này là ngày 29 tháng 5 năm 2020. 13 giờ 5 phút ngày 12 giây. Đấy, mỗi tấm nó có nhưng mà đại loại là sẽ có cái ngày sản xuất. Đấy, cái sản phẩm bên mình đang sử dụng là sản phẩm của Đạt Solar. Công ty Đạt Solar là phân phối các cái tấm pin năng lượng đối tác chính hãng của Calarian tại Việt Nam. Và công ty Đạt Solar này thì người ta phát triển từ năm 2006 cơ, cũng rất nhiều năm rồi. Đấy, thì nhiều người, tại vì đi làm thì có nhiều số khách hàng bảo là cái tấm pin này nó bảo hành tới 12 năm thì ví dụ như là cháu bỏ nghề thì ai sẽ là người bảo hành? Thì để cái việc đó nó được tốt thì mình sẽ nhập hàng của bên Đạt Solar, một công ty điện năng lượng mặt trời lớn tại Việt Nam. Thế ngoài ra thì có rất nhiều các khách lẻ người ta đặt một công hai công từ bên công ty Solar này, hoặc có những hàng nhái thì là sẽ không check được. Với công ty cái sản phẩm pin của Solar Nghiên thì mọi người sử dụng cái phần mềm có tên là Đạt. Tìm ở trên CH Play đánh cái phần mềm có tên là Đạt này để mọi người quét cái mã vạch. Đây. Công ty Đạt này, ứng dụng tra cứu kỹ thuật số này, mình mở nó ra. Đấy, xong bấm vào chữ kiểm tra hạn bảo hành này. Xong bạn quét vào cái series của cái tấm pin. Bấm vào chữ scan barcode này. Đấy. Ở đây ví dụ quét một tấm pin nhá. Đấy. Sau khi quét tấm pin ra thì nó sẽ ra là mã sản phẩm là CS3W-445MS, tấm pin năng lượng mặt trời Calarian Solar 445W pin. Ngày mua là ngày 30 tháng 6 năm 2020, ngày hết hạn bảo hành là ngày 14 tháng 8 năm 2032. Tức là hạn bảo hành của nó là tới ngày 14 tháng 8 năm 2032. Thì hôm nay là bao nhiêu nhỉ? Hôm nay là 20 tháng 7 ạ. 20 tháng 7 tức là nó là vào 12 năm. 12 năm 1 tháng gì đấy. Có phải không? 12 năm chưa được 1 tháng. Đúng rồi. Tức là người ta để dư ra 2 tháng. Tức là bảo hành 12 năm 2 tháng. Nhưng mà cái kiện này được xuất cho mình hôm 30 tháng 6. Hôm đấy lấy mấy kiện thì hiện tại đang còn 15 tấm này. Chiều hôm nay sẽ xuất đi. À, mai là mùng 1 âm thì sẽ lại có kiện khác về. Đấy, thì cái sản phẩm còn thời hạn bảo hành sẽ được bảo hành tại các trung tâm dịch vụ của Đạt Solar. Thì ví dụ như bây giờ mình đang bán như này, ví dụ như là 5 năm nữa mình bỏ nghề chẳng hạn, thì những cái tấm pin này sẽ được bảo hành bởi công ty Đạt Solar. Nếu như hiện tại sau thời điểm đó mình vẫn hoạt động thì vẫn hỗ trợ bảo hành bình thường. Đấy, thì cái các cái tấm pin thì nước ngoài cũng sử dụng lâu rồi. Việt Nam mình bắt đầu năm nay mình mới làm solar được năm thứ hai, là được tròn một năm từ tháng trước rồi, tháng 6 là được hơn một năm. Đấy, thì hiện tại là tấm pin mình đang sử dụng là được phân phối bởi Đạt Solar. Đấy, thì sau này cái khách hàng cái thứ thì sử dụng cái dịch vụ của bên Solar Nghiên nó sẽ được tốt hơn. Đấy, bởi vì là thực ra là các công ty nhỏ thì nó cũng không thể hoạt động lâu được. Ai cũng thế thôi, vì làm cái gì nó cũng có một thời. Đấy, còn cái tấm pin thì nó bảo hành tới 12 năm. Và tấm pin này là có hạn bảo hành này. Và được bảo hành bởi công ty Đạt Solar. Đạt Solar thì có 3 chi nhánh là Bắc Trung Nam, Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Đấy. Thế còn sau này ví dụ không may nó hỏng hóc bảo hành thì liên quan thì cái việc đó thì gọi lên tổng đài của Đạt Solar sẽ được hỗ trợ. Đấy, còn trong thời gian Solar Hưng Yên vẫn đang làm việc, vẫn bán được điện mặt trời, mọi thứ vẫn hoạt động bình thường thì bên Solar Hưng Yên vẫn bảo hành. Đấy, bởi vì thực ra là bán một tấm pin thì lãi một vài trăm nghìn, nhưng mà nó bảo hành tới tận 12 năm. Một cái sản phẩm bảo hành rất lâu, nhưng mà đó là cái hướng dành cho mọi người phát triển. Đấy, còn ai bán thì cũng bảo hàng của tôi tốt, cũng bảo hàng của tôi xịn. Đấy, thế nhưng mà để kiểm tra bảo hành, các bạn chú ý là cái phần mềm của Đạt Solar này.